Kính thưa quý vị, nhiều nhà phố có hình dạng nhà ống, nhà hộp được thiết kế tận dụng tối đa diện tích sử dụng là đặc trưng của các thành phố lớn trên cả nước, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là vấn đề nan giải trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Từ thực tế đó, nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố bên cạnh công tác kiểm tra, tập huấn còn lan tỏa nhiều mô hình thiết thực để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sôi nổi, hào hứng, đó là không khí tại ngày hội tuyên truyền phổ biến luật phòng cháy chữa cháy diễn ra trên địa bàn phường 4 quận 3. Không chỉ mang đến niềm vui, sự thích thú trong những ngày cuối tuần, ngày hội còn trang bị thêm nhiều kiến thức liên quan đến việc xử lý các tình huống cháy, cách sử dụng các phương tiện dụng cụ sinh hoạt vào công tác chữa cháy ban đầu cho người dân đang sinh sống trên địa bàn. Theo dõi bình phòng cháy chữa cháy xem coi là đã hết hạn chưa, mình hướng dẫn anh chị em để cùng nhau đem lên sạc để mình khi mình có sự cố thì mình kịp thời mà mình xử lý. Chúng ta phải càng ngày càng phải tổ chức những cái ngày hội như thế này, tuyên truyền cho dân thấy rằng các cái nguy cơ luôn luôn rình rập và chúng ta phải luôn luôn đề phòng. Thưa quý vị, bên cạnh việc tiến hành tuyên truyền các nội dung liên quan tới các kiến thức về phòng cháy chữa cháy, thực hiện các nội dung về hội thao phòng cháy chữa cháy, chính quyền địa phương còn tiến hành lắp đặt thí điểm 12 điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn. Mô hình này sẽ góp phần phát huy được phương châm 4 tại chỗ. Qua vận động, tuyên truyền, đến nay đã có hơn 80% hộ trên địa bàn trang bị bình chữa cháy. Với đặc thù địa bàn nhiều hẻm nhỏ, đa số nhà có thiết kế hình hộp lại kết hợp vừa ở vừa kinh doanh, nên tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ khá cao. Trong 9 tháng đầu năm, dù chỉ xảy ra một sự cố cháy nổ không gây thiệt hại nghiêm trọng, thế nhưng việc trang bị thêm điểm chữa cháy cộng đồng cũng giúp người dân càng yên tâm hơn. Trong nhà thì có bình chữa cháy hết rồi, nhưng mà khi người ta đi làm, ta đóng cửa, có mấy nhà là người già thôi, cho nên nó có sẵn rồi, thì có cái lực lượng người ta lấy để mà kịp thời đáp ứng được cái phòng cháy chữa cháy. Thì nó có ý nghĩa là rất quan trọng trong cái công tác phòng cháy tại khu dân cư và các hẻm sâu nhỏ, đặc biệt là đặc thù trên cái địa bàn quận 3. Khi có xảy ra sự cố thì người dân sẽ đập lấy cái bình liền để dập tắt nó trên đầu trước khi chờ lực lượng chính quy tới xử lý. Phường đang là thí điểm là lắp đặt và sau đó là sẽ có cái đánh giá và sẽ đưa vào thực hiện nhân rộng. Thì hiện nay nếu mà một cái điểm chữa cháy công cộng thì nó có thể là xử lý bước đầu cho một khoảng là một con hẻm nhỏ, có dự kiến là nó khoảng là 30 điểm. Hiện nay mà phường mới thí điểm là 12 điểm mà tại những cái khu vực mà nó trọng yếu nhất. Thực tế cho thấy nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ phần lớn là do ý thức chấp hành chưa tốt của người dân về các quy định phòng cháy chữa cháy. Chính vì thế, bên cạnh giải pháp tuyên truyền, tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy, việc tự nâng cao ý thức, mỗi người dân phải tự xem bản thân mình là một chiến sĩ phòng cháy mới là giải pháp trọng tâm để ngăn ngừa cháy nổ.